Chú Nhớ mới lại hả chú Nhớ? Đúng rồi, chú vừa mới tới luôn. Chú vừa mới tới hả chú Nhớ? Ờ. Chú Nhớ vậy thì còn vừa rồi, chú Nhớ. Đang quay đây. Coi. Con hết bệnh chưa? Hết rồi chú Nhớ. Hết bệnh rồi hả? Hết rồi chú Nhớ. À, hết bệnh thấy nó cũng hơi teo teo rồi đây đó ha. Chú Nhớ quay kim cho con đó hả? Đúng rồi. Ờ, má làm gì? Đúng đi cả khâu má hả? Khâu má hả? Làm thuốc. Rửa phải không? Cá. Có cá gô luôn nữa. Cái gô mở bụng đi ông nội, cái gô sẽ để bụng được, mình đợi mình khỏi đánh dãy được rồi. Cái nào biết gì không, hồi nãy là mình vô tình coi lỡ cái video của mình quay hồi đó là cái vụ mà cá lóc, cá gô mà luộc hèm đó cả nhà. Thì tự nhiên nhìn vô thấy nó nhớ là hồi đó cảm giác đó thì thấy thèm thèm. Đó, nhìn cái mấy con cá xuống anh Tú rồi bây giờ thì hồi nó xin hèm để luộc. Nhìn nó ghê ghê vì nó ngon lắm nha. Cái này mò ai vậy? Hả? Mò ai vậy? Ta có, người ta cho. Bà làm gì? Gặp bà vừa hả? Còn mới lại chú Nhân. Dạ. Yeah. Gặp bà vừa lấy củi thôi chị. Chặt cái bà vừa gấp rồi lấy chặt cái cây gấp hơn. Khô chậm. Ủa cái dừa này chế kiếm ở đâu? Đây là mấy cây dừa này hả? Hai cây dừa đó, thấy chứ lâu lâu là không gại là có trụ còn bó chà bá chổng chụm chưa hết. Chà bá luôn à. Bó bự lắm. Chà bá gấp xong ở đây gần xong rồi. Ông lấy cái dao kia đập nó cũng được. Nó coi khỏi mấy con đi dai vô cái này gần xong rồi. Hồi đó bà ngoại em á, bà cung cấp gì nè, em hay mà đi mà ở ngoài á, cái lôi tàu dừa về cho bà ngoại bà gốc gốc cái ship là bằng trang hết trơn vậy đó nha. Chào, bà nhìn. Nội chung vậy kỹ cưa củi là bà cưa có một tay cỡ bà làm mặt cái bà kê lên là bà cưa bà chắc cực bà chắc cưa củi là bóng giận luôn đó. Bóng giận luôn à, phải lấy cái ruột cả chứ không Tú. À, hồi cá lóc đã nguyên. Mà cá gô khỏi đánh dãy đâu. Hồi mà hồi mình luộc cái là cái dãy nó tự chóc ra hết trơn à. Mình khỏi cần đánh dãy gì hết trơn á. Ai biết đâu à trời, tôi nghĩ là khỏi á. Vậy đó hả? À. Ta gô, tôi nhớ là gô thật, ta luộc thèm, ta để nguyên chứ. Trời, nó lột cả nguyên miếng được luôn á. Thiệt á. Lột cả nguyên miếng được hết trơn rồi luộc á. Tuột cả nguyên miếng hết trơn được hết trơn à. Ờ, ai biết không đâu à. Nó ngon. Ừ, ừ. Rồi đem vào vô đây, xíu đây. Bây giờ thì đã thay đổi. Thay đổi chứ mà. Thay đổi cái quạt trời cả nhà ơi. Tình hình là đi xin hèm người ta không có. Có hả? Rồi dễ vậy. Bây giờ hái gầu đắng đắt. Gầu đắng đắt mọc sau hè. Còn thương gầu đắng mọc sau hè luôn. Cái này là đúng là mọc sau hè thiệt luôn rồi cả nhà. Ừ. Đây những cọng gầu đắng đắt đây. Đi mua. Mua được không? Mua. Đi mua. Sao không trên bà hí đồ nhóc quá trời. Ờ, à, thằng kia nó xuống cho nó bắt nó đi mua. Không muốn mua rồi. Quá trời cá sặc rồi chứ. Trời lừ cá chân luôn, cá sặc quá. Nó nhau gì hết trơn, cái này mà có lưới mà 2,5 thả xuống là dính nhóc luôn.
kế hoạch tiếp theo hái rau đắng đắt nấu canh ở lộn nấu cháo cho cá lóc cá rô. Cá lóc là phải đánh dãy lại rồi, mình tính ban đầu là cá lóc luộc hèm là không có đánh dãy luôn đó cả nhà, chỉ cần mình đập đầu nó ra là cạo nhớt ra là xong rồi đó, đơn giản lắm, khỏi có đánh dãy gì trơn á. Không có thành công rồi, thất bại. Có người lại mua mật ong kìa. Làm gì lỗi rồi bán vậy chạy? Câu má hả? Câu má hả? Ừ, chiều cho nó nấu rồi câu canh nè. Ờ, ga chai là nhóc ở trên kìa ông Tú đâu đắng nè. Tính ra cái nguyên cái vườn của ông Tú là xung quanh là rau thiên nhiên quá trời ha. Tôi há tôi bán được mấy chục ngàn nó chai. Vậy đó hả? Ừ, được mười mấy hai chục ngàn. Rồi dai hấp cơm thì ăn cũng im lắm á chứ. Ừ, mấy người ở chợ giờ người ta phải ăn nó không có độc điện. Thiên nhiên mà bán được 20 ngàn ký, 900 gram được 18 ngàn. Thả cá vô cả nhà ơi. Con dãy không? Trời. Chị nói là phải ghê quá vậy. Cháo cá lóc, cào đắng đắt, cào má. Ơ cho hồi cho mấy cọng cào má nghe không cứu. Nhóc. Mà cho cá, hấp dẫn quá. Nhớ có đợt rồi mình ăn cái nồi cháo về ta. Cũng cá lóc có ông Tú dính được con là 900 gram á. Cắm cao dính á. Ờ ngon thiệt. Chế bên em lại. Ờ, cái này nêm nước mắm ha, muối. Muối đi chứ. Ừ, hồi nước mắm hồi mình chấm. Vừa vừa thôi chứ, lạc lạc thôi. Tại vì mình lạc lạc mình còn sửa được chứ mà mình nêm mặn cái là... Mặn quá là đạt hết cú. Hết cú chửi. Ủa chứ không có đường hả? Chẳng tí đường. Chắc cũng giận, cũng bệnh, bị xe đụng cái banh phào phổi. Rồi sao rồi chị? Xong hết chưa? Xong rồi. Thành công rồi đó. Cái này lấy cái tổ múc cho không ta? Thôi mình để đi, có gì mình hâm lại. Ừ. Có gì ngồi mình hâm lại. Chế đỡ tỏi luôn đi, đỡ rồi khỏi. Hả? Chế ăn mỡ tỏi được không? Trời ơi, tôi cái gì tôi ăn được chứ. Gì chế đổ vô luôn đi. Đổ vô chảo này luôn ha. À, đổ vô hết đi. Ừ, cho nó thơm nó ngon. Ai cũng ăn được mà phải không? Ừ. Trời nhà này ăn tỏi ăn hết cái gì ăn cũng được. À, thơm hơn. Quả cháy luôn cả nhà quá trời thơm à. Thơm thiệt. Cái trời sức đầu sức cổ. Thôi em làm chén trước rồi ta để em múc ra. Không thôi hồi nóng nó gao nó cháo nó nguội gao nó không được nóng. Ừ. Đây là mình làm vậy nè cả nhà. Đó. Bỏ trời miếng, vậy mà còn gục cái thế. Bỏ miếng rồi ăn vô trước. Cái múc cháo bỏ lên là xong rồi. Đó. Cái này đương mà cảm heo ăn nóng ha thì là giải cảm đó. Ăn ra mồ hôi á. Ừ. Ờ. Đúng bài. Chơi bạn chơi luôn chơi. Ông múc nó nhanh đi ông Tú ơi, hồi nó cháo nó nguội á. Để tôi ngồi bên đó cho ông chịu nóng dở tôi ngồi bên đó cho. À, lấy bàn ra lấy ghế gì không? Rồi tôi lấy không cho. Ngồi dễ đi tôi đi lấy cho. Thôi mình xu ngồi vô luôn được không ta? Hả?
Ờ, vô, ngọ, vô luôn đi, à, cho nó nhìn nó màu xanh, cho nó hấp dẫn, nhìn nó đẹp đẹp, trời cũng đĩa luôn. Chừa lên miếng tôi bỏ tô của tôi. Dạ. Ừ. Tao đẩy vô hết đâu. Được rồi. Này, đó. Hô. Oh. Ngon nha. Cho tôi miếng tiêu ơi. À, để rồi, chứ để lại đi chứ. Để đó đúng không? Đúng, đúng. Nào. Chén cháo rồi đắng đắt. Chén ăn cháo chơi nè. Cá sạc bậy bậy. Làm chén không chơi. Ủa bà ông không lấy rau cho bà. Ờ quên hả. Nhanh đi, bây giờ nó còn nóng còn kịp. Đúng là nguội của mình bỏ đâu cái lò mình không. Ủa nãy giờ mày không bỏ vô hả nhớ? Có gì? Xong không bỏ lò đắng đắt vô. Rồi. Rồi hả? Từ đâu tôi sợ nó không chín á. Chín chưa nha. Cái này nó mau lắm. Nhà bên kia. Ông tính đâu năng chén men cây hả? Ừ, tính đang chén men cây. Nè cuối rồi nữa nè. Cho nó thơm. Thôi sẽ có quế ăn sao lẹ vô nội ơi. Có gì đâu sao lẹ. Thơm. Dạ tao nghĩ ơi. Quên hả? Uống chỗ lại kẹt kìa. Rồi vô. Vô. Rồi chào cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ. Bữa nay thì tính đường này mà ra đường khác mà cũng hợp lý cả nhà ơi. Cũng thèm thèm. Ủa ông Tú ông chống ớt hả? Thì cũng chơi chừng. Thì làm được nha. Tôi cho miếng nước mắm vô của tôi cháu tôi ta. Ừ, cho ăn vô cho nó mặn. Nó thơm. Chắc cũng chống ớt không quá ta. Chắc là cái điểm sao. Có mày ơi. Ngon quá mày à. Cá rồi đi. Ừ. Cho tôi thử coi. Mà cả nhà mình dùng cháo ra đa rau đắng đắt. Ngọt nước kia chứ. Cá đó. Cá là gà. Rau đắng đắt nữa. Đắng đắt bởi vì cái đi. Hậu nó đắng mà một hậu cái nó ngọt. Ngồi ngồi sẵn có cái lò đó nhớ. Ờ tôi biết mà. Tôi ý rồi. Đâu ly mày đâu rồi? Má ngon quá mọi người. Ngon quá ngon này ăn đây. Nhẹ cái lóc rồi vô ăn. Từ từ. Có gỗ con bự bự người ta làm vô trước. Thôi dội. Ngon nghe cả nhà. Lúc đầu là mình tưởng là mình đang thèm cái cá lóc với cá này nè, thèm luộc hèm chấm ớt. Tự nhiên nằm mà lướt trên mạng YouTube cái coi lại cái video cũ của mình hồi đó quay với anh Tú luộc mình nhìn thấy ghê ghê á, mà ăn nó ngon thiệt. Mình ghê ghê. Nhìn nó không được đẹp. Vì cá bự quá đặt đó con bự không chứ cái hèm á cái hèm của nó đóng vô cá này kia á cho chắc nó chùa đó nó tẩy ra ba cái tành chứ dễ gì rồi cái gì à? Rồi cái mà ăn vô thì nó ngon thiệt ngon. Giống như chuột mà nó canh chua chứ nhìn ghê ghê mà ngon lắm nha. Nhưng mà luộc hèm là cá coi này nè là đúng bài luôn nè, mà nhỏ hơn tí nó cũng ngon nữa, mà bự quá thì không ngon. Nhỏ hơn cá này càng nhỏ là ngon, cá lóc mà cỡ cẳng cái tay cái là ngon. Ngon nhất ngon. Nó đơn giản thấy thiên nhiên vậy mà nó cái vị mà ngon ha. Ừ. Cái này đâu mà cái giống cái gì cái kiểu mà nếu mà ở ngoài Bắc mà lạnh lạnh mà làm cái kiểu này chắc ăn là đúng bài luôn trời. Ấm làm chiến sĩ luôn. Cái này nãy giờ hơi nguội nè, chứ mà đương nhắc xuống ăn liền một cái đổ mồ hôi lộp đọp luôn. Mà hay là bỏ đồ đắng vô đây tao ba. Được. Được, bỏ nhúng vô nó chín luôn. Bỏ vô lên chảo. Để không thôi hồi nó không chín. Ừ. Thôi mất công. Ngon quá. Nhớ được bài ra cái này ăn có lý. Không mà tại hồi nãy mình cả nhà đang nằm giọng cái này nè, nhìn quay mặt ra cái hướng này nè, nhìn thấy có ra đóng đắt rồi, có cá luôn. Mấy giờ làm gì trời, không phải kiếm ra đóng đắt luôn nấu cháo luôn. Cây nhà lá gừng mà, lá dừa mà. Như đó hồi ngồi bắt bỏ lên cái lò cho nóng cho chín ra. Không mới đẹp không sao. Ừ. À, nó chín hết trơn chứ. Nóng còn nóng hổi à, cái tô cái chén em nó ăn chưa được là nóng hổi à. Vô chị ăn nó không chín nữa. Chín, này cho nó chín. Chín hết trơn à. Sạc sạc. Chín lại chút. Gấp nguyên con luôn chứ. Ờ, gấp nguyên cái gì đó. Bên này màu bén quá ta. Đơn giản mà ngon ha.
rau đắng này cũng có bài ca nữa, còn rau đắng mọc sau hè nữa. Đúng rồi, đúng bài. Rồi, cái trái bùm bát mà ta còn có bài ca nữa kìa. Cây đúng đỉnh cũng có vậy. Đúng đỉnh này lâu rồi, cái đó ông đang trường ông qua. Rồi tôi đố ông nha, cũng một cái loại cây nữa, bất xương hả vậy? Chút nữa chứ, thấy bà nổi. Cái lá diêu bông là lá gì? Diêu bông nói giờ sao ta không biết cái lá thôi à. Bà nghe bà đó chưa? Diêu bông hới, diêu bông cái gì kìa con cái gì? Có nghe có mà nếu như con cái là không có thấy. Dòng cái sạc nhớ mà dòng cái nó lú mỏ lên nha. Mẹo chứ. Không coi tờ lưới, coi tờ lưới mấy con gà dằn. Cả hai con ngửi dằn cái. Ô cá con quá, tôi thấy con còn nhỏ quá. Ở đó nó khô khô á. Không, từ cái này chiên á, chiên giòn cái nó men đã lắm. Ăn lựa cái thịt rồi vô đây bắt cái xương để ra ăn cho. Ăn gì mà bữa quên mất. Cho con vẽ cá lóc rồi vô ăn đi nhớ. Ăn cá gô mà. Được con bự được ăn đi. Để ăn hộ cái giỏi. Cá lóc cáp kìa. Con cá bự cũng bọn đó. Vô trong đám đó đó. Nó chốt nó làm vô vô. Cái này buổi sáng mà lấy ngót mà ăn uống cái này. Tôi nhớ con lần tôi làm rồi rồi. Chắc có 5 giờ sớm á, thức gì á. Khoảng 4 giờ sáng á. Lạnh lạnh á. 4 giờ sáng mà kiểu mà mình hồi đó cũng còn nhỏ, nhà đi vô ruộng nhậu á, mà nói chung mình đi là không có đường về. Nhậu buổi tối phải không, nhậu tới hồi đó không có chơi khuya gì mấy. Khoảng 10 giờ, 11 giờ đêm vậy đó. Sáng lại chừng 4 giờ sáng à, bắt nồi cháo lên, nồi cá vậy nè. Nồi cháo cá lên, bắt ra lôi đầu ra lấy ngót. Trời ơi, trời cái gì chịu gì nổi. Uống vô gan hồi khỏe lại nè. À, bộ uống vô vậy đi thì nó khỏe lại. Mà không khỏe là đi luôn đó. Không khỏe thì nằm luôn. Nó qua cua. Qua cua là uống được nhiều rồi. Không khỏe là liền tính luôn. Cô uống mà kiểu mình qua cua rồi uống rượu uống nước lã vậy đó. Nhớ là đó còn nhất. Nhậu hết cứ thi. Còn giờ vậy. Tôi hồi đó cái thời mà tôi mà đỉnh cao nhất là ngày nào tôi cũng nhậu cho nó Túc. Nhậu rượu nha. Mà ngủ đúng cũng không ngon nữa. Nó đâu phải như bây giờ. Đâu có còn một cái gì đó. Mà ngủ đó ta đục ngầu mà nhìn muốn một cái một cốc mà thấy vô cái nó chạy. Đục như nước cơm vậy. Bát bát năm tôi đặt. Đã vậy đó. Sau đó nhậu ghiền. Ngày nào có kiếm đổ vậy. Thì tụi trẻ mà. Đâu có lo âu gì đâu. Tụi trẻ. Tức là tỉnh là nhậu à. Không có suy nghĩ đâu như bây giờ lo cuộc sống mới đồ rồi ăn uống sao vợ con đồ này nọ còn đó là thoải mái trên cầu bữa nay nằm mà không qua hết nổi qua bánh nhậu giống ngồi chém bẹp luôn anh chị đấy. Mà chết chứ cầm đuối rồi. À hàng Thảo nó ăn không? Bút cho nó ăn chén đi. Còn đang ngủ nè. Ngủ. Nó ngủ hả? Nó giờ nó khó khăn lắm. Lên tuổi mới rồi. Trời nắng mà. Ủa vậy hả chứ? Trời nắng là nó khó hơn bình thường hả? Nắng lên làm như là nó bị lên đồ. Lên đồ. Không ổn định. Trời mát. Ủa xong bỏ cái đó vô đi. Bỏ cái gì? Có rau nó đắt giống biết rồi trời, tao lặng rồi trời, tao tính là bỏ này chung vô nè. Nãy giờ mình gọi vô đó. Bỏ rồi nè. Quên. Bỏ cho nó gục xuống rồi đó. Vô. Thấy vậy còn nóng lắm á. Kìa. Âm vừa nhắc luôn kìa. Đâu? 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 Đó. Đút. Vô nè, lấy chén không đi. Rồi, ok. Còn nữa. Đó, vừa nhắc luôn trời. Vô mà vừa này chết rồi. Vậy? Ăn miếng cá lóc à? Quá. Đừng nhắc, ngoài nhắc nữa mà chưa dương qua đó rồi. Ông nói chết là đốt nhà mũi ông cũng lên đó. Đốt nhà mũi cũng lên đó. Lấy chén ăn cháo nè, cô ơi. Mà chưa đốt nữa mới vừa cầm một quẹt là tính sẹt là bắt đầu lên là thấy quẹt là lên rồi. À, biết cái mau suy dương không? Nhắc cái mau suy dương tới. Để em ngồi chỗ này nè. Đừng nha. Ngồi đắng đi. Rồi. Đây nè. Đó.
gọi mẹ đi, có gì đâu mà. Bữa nay làm việc gì vậy? Hả? Bữa nay làm công việc gì hay là ngủ? Ngủ mới thích. Nhậu dài nữa rồi, e nữa rồi. Ngủ nhậu rồi sáng hôm qua nay đó. Qua nay tới giờ sao e nó nói giống mà. Mình có ông Biên á, ông Biên lại làm đây. Biên máu rồi, tôi mới đi, tôi bỏ nhà tôi đi ra. Ông Biên á. Ừ. Chứ mà chưa vui. Khá tốt. Người đã tốt thôi. Chỗ đây xin có ngủ mía này chú thôi. Chị không có ngủ bún ngủ hay ca đó hả? Đâu được ơi, đừng đừng đừng. Ai ăn uống kiểu đó không nổi nữa. Ừ, mía đi. Ủa, lấy cái ly. Ê, con thức rồi, sẵn lấy cái ly đi không? Thôi ăn cháo rồi. Người tới hồi nào? Nó giờ lâu rồi. Giờ còn phải đi mò cá nữa nè, hái rau mò cá nữa, hái rau bắt cá ngon luôn, rồi vô rồi đó nghe, người mò cá, người hái rau, người hái lửa, người nào cũng vậy thôi, người việc chứ đâu ở không, người việc mò không ngoài đâu có được, ai ở không ăn đâu mà ông nội, tao phải là làm công chuyện mới được, mà cái thằng này tôi thấy rồi chú ơi, thằng nào, thằng mở nè, cậu nghe luôn, phải hẹn ngồi tôi vô nhà luôn. Mà còn ổ ông là người dẻ. Người gì? Bạn trai nè. Ông này dẻ bà già đó hả? Cặp ổ đó luôn. Ngay cái đó luôn. Mà có ổ nuôi dẻ luôn hả? Có, nó hai miệng. Rồi sao nó bữa đó là ghé mà nó không thấy, giờ nó thấy nó mới phát hiện. Vô đó. Nhà nó chạy luôn. Rồi sao? Nói với ổng đàng hoàng, tía ơi, mà tía không cho mai mốt này con tủm rồi. Thì ông già, nhà ní. Chỗ nó nói ô mày làm đi mày, ông người giá quýnh mày chết mẹ mày luôn, ở quýnh chết mẹ con chơi luôn mà đúng rồi mà hỏi thầy ông chính nha. Rồi ông còn mẹ không? Còn còn không trả lời gì được câu đó phải không? Bà già tôi còn sống là bà Long Khánh nè. Dạ bà là đấy, còn nắm ăn đi bà tôi rộng đó, năm mấy tám mấy đó, 84. Ừ. Tính cây phát ra liền hay thiệt. Bà tôi thình. Bây giờ thì năm sau là tôi thành năm gồng nữa nè. À. Bây giờ cuối cùng nhớ năm sau là ngay năm tuổi luôn, ai tuổi không đi bởi vì chú Tú em. Ôi này giá bằng đây tới đó nè. Trời ơi, hai miếng luôn. Dạ luôn. Không sao. Nó xa mà đâu sao, cỡ khoảng mấy thước. Ông đốt nó ra ổ ông mà. Ông mặc với là cái ổ ông nuôi dẻ là nó cách có bao xa. Cách đây tới cái bàn đó đó. Kế bên. Trời nguy hiểm vậy. Nó là hai miệng. Miệng trên miệng dưới cái đó là phải giấc tối là đốt ổ ông nuôi dẻ cho rồi. Không có ổ ông là mặt mình nằm dưới này, ổng nuôi dẻ nằm trên. Ồ má khỏi lên trên đó rồi mà đã đốt ổ ông nuôi dẻ trước, giấc tối đốt ổ ông nuôi dẻ rồi mới sao mới đốt ổ ông mặt được, chỉ cách đó thôi chứ giờ cho, sao cho ông nuôi dẻ nó bỏ đi á. Ừ chú nói vậy anh không biết đường binh đi bàn với chú chứ còn ngoài ra ngày không mà bằng ngày anh lủi lên anh đốt ổ ông mặt là ông tới xuống liền đó. Tới số vô nè, xin chào cả nhà ha, bắt đầu vô nè. Khỏi ăn Tết luôn á. Cái mặt chân như chà bá luôn á. Chân nói gì, mặt vô bệnh viện á. Vô bệnh viện á, nó yếu là vô bệnh viện á. Nó quýnh cái chừng 4-5 phát, nó không vô bệnh viện nó mới sợ á. Quýnh tôi bảy dít, tôi không chào mà. Nhờ mà lại chân như hà bá. Bởi vậy có nhìn cũ rồi, biết mình đồng da sắt từ làm gì có sao. Đâu có chuyện mau chuyện dương mà. Mình đồng da sắt mà. Ông ơi, hỏi chú Tú rồi đúng không? Không có gì sợ. Mà biết là như rồi thôi, nguy hiểm lắm trời. Nguy ơi. Hiểm quánh đau thấy bà đi trời trời, ông nội nằm viện luôn mà ông nói câu này nè. Quánh đã ngứa đâu đã ngứa tôi cho quánh à chú Tú. Ông già tí tôi nói á là mày làm được là đúng cho tí là chia mà chứ không chịu mai mốt qua ăn cắp trời mắt cái đổ thường chết đâu có bà luôn, bà già luôn. Không, bà mà, dạ không mà quan trọng là người ta cho đốt hay không, nói đại đi. Cho. Ừ. Ông cho đó. Là nói một cái gì tao biết, đặng đường tao tính. Ông cho. Ừ, nếu cho thì, cho thì được. Nếu cho tối nay về anh quán cái gọi. Ừ. Cái miếng dầu lửa xử ổ ông này dễ cho rồi sáng mai là đi ra đốt. Vậy đi. Được tôi xử không được à. Ổ ông này dễ làm gì đốt không được, bằng đêm làm gì đốt được. Không xử được. Thì châm vô ngay chân đó thì nó chết bà nó. Tôi yêu cầu chú thôi. Còn cái chuyện đó là chuyện người ta la hay không là quyền của anh, đứng dưới anh lo. Bự nè. Đúng rồi, nói gì đúng rồi. Ngay giọng ông nằm luôn á. Nói gì biết, cái kèo đó đó tôi chỉ với anh vô coi mà.
Bữa hôm anh đi vòng vòng mà anh quên. Bữa nay phát hiện được ổ ong đùi giá luôn. Từ đây tới đó luôn, tới cái bàn á. Nó cái hai miệng. Là ổ ong bự lắm. Quá dữ. Rồi bỏ ổ ong đó qua bên này. Ừ. Chủ đề khác nói chuyện đúng rồi. Nói bây giờ xin chúc cả nhà nha. Vô ly nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Ừ. Mạnh khỏe. Năm mới chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khỏe. Vừa tới. Tết Tây rồi, sắp sửa tới Tết ta. Tết Tây rồi, giờ Tết Tết mình. Sắp sửa. Hai tuần nữa. Sắp sửa. Đúng không? Chưa chưa tới, thường khi người ta nói là 30 cũng chưa gọi là chưa Tết mà. Tết à. Đúng rồi. Chừng nào mùng 1 mới Tết phải không? Đó. Năm nào có 30 không ta? Có, tháng sau đủ. Có giờ lịch coi rồi hả? Có rồi. Bị hồi tháng trước này là 29 mùng 1 rồi. Không yếu rồi. 10 năm nữa mới có 30 nữa. Năm nay hình như là mấy chập đó hả ta? Nhừng 2 tháng 2. Năm nay nhừng 2 tháng 2 thôi. Ừ, thì nhừng 2 tháng 2. Đừng coi áo ra, có anh chị. Ừ. Nhận 2 tháng 2 thôi. Như đều 3 năm nhận lại 1 lần. Phải không? 3 năm. Nói chung thì không gần. Không, 3 năm nhận lần. Làm con cá gô. Ăn đi, gô đi vô. Để đi, đừng gấp gấp vô. Ê, để không đó. Rồi. Bỏ đây là được. Quốc luôn à. Không, xin chúc cái nhà vô nha. Chúc hoài vậy. Chúc rồi, Tết. Nấu. Chúc Tết. Phải không? Đúng, đó là sự thật. Yeah. Là nấu cháo cá rô đồng. Cá lóc nữa, còn cá lóc nữa. Đúng rồi, đem cá rô đồng ta nói cá rô đồng. Phải không? Chúc là cả nhà là ăn cá rô đồng. Vô. Dễ thôi. Cá rô đồng với cá lóc đồng. Nấu cháo bỏ gạo đắng đắt vô. Đâu có gấp cái tôi nói cá gù chứ tôi đâu cấm cá lóc đâu, tôi nói cá lóc. Cấm gì cá lóc bên trong đây nè ông nội. Có cá lóc, cá gù đó. Trời ơi, đây. Trời này giờ tôi không thấy trời. Đúng cá lóc. Vậy tôi thấy là chú cả nhà cá gù với cá lóc. Tôi lại thằng con mắt. Uống rượu mà đi uống tay. Uống hút tay muốn rượu nữa hả? Đâu có lại ông Chín Triệu. Đồ ông cái con chi quá. Con chi quá. Chú mà, chú vợ. Chú vợ. Rồi mua thuốc uống hả? Mua thuốc uống à, ông nói mày uống liều này mày ngon à. Bây giờ ông biên ông dập hôm qua đó, bây giờ muốn chết rồi đó hả? Tiêu à. Chi. Con nhậu ít đây giùm con ông nội ơi. Trốn luôn. Nhưng mà uống thuốc rồi là không uống rượu, nó sẽ giả thuốc hết. Giả thuốc hết nè. Tôi mở túi mà tôi đâu uống đâu. Uống thuốc lại thì cũng như không. Cũng như không à. Nó nhức đầu lắm á nghe, nó say lắm á. À tốt hơn bây giờ để cho nó khỏe lại, bắt đầu là đừng có rượu nữa là bắt đầu là ngày mai. Đây nè, ngày mai tôi uống mở túi nè. Ngày mai đi bắt bóp được không? Đi được. Thấy này giờ. Tình hình thì chắc bắt không qua để già. Không, ông nói là ông đi mà, nói chung là ông hứa là ông làm mà. Hứa là phải nhiệm vụ phải làm. Đúng rồi, ráng làm hoàn thành sứ mệnh đi. Thì đi làm nữa nó phải có tiền. Ở không là không có tiền. Còn ngủ chứ, còn ở không thì mình có tiền. Bắt lên giùm đi. Phải không? Ở không sao có tiền. Đúng rồi. Thì lao động là vinh quang mà lang thang. Mà lang thang thì chết đói đó. Hay nói là ở tù. Lang thang là không có giống gì ăn nha. Hay nói là ở tù. Đúng không? Dạ. Ok. Tại vì tôi đi nhà ông Chính Chữ mua thuốc. Thuốc uống hả? Thuốc uống bỏ túi nè. Mua hả ta cho? Chú tôi cho thôi. Mua có trả tiền ta không? Hỏi nhiều đó thôi. Đâu có trả đâu. Không trả cũng như gọi người ta cho luôn rồi. Không cho à. Rồi bởi chịu ông không, không trả luôn thì tất nhiên cái đó là cũng cho luôn rồi. Ông là chú vợ. Phải không? Nói hồi trước là tôi kêu ông là Chính Triệu á. Là... Thôi khỏi đẩy tự nhiên vậy đó, đừng có đúng vô khỏi. À đấy cái thang đó là... Bây giờ là tôi ở với vợ tôi là kêu chú bằng chú. Phải không? Ông nói ơi được rồi. Chú cộng thuốc cho con. Chú cộng thuốc cho con uống. Vậy là ok rồi. Thì nói chung là nhậu tỉnh rồi. Nói chung chú vợ thì tất nhiên người ta là phải quan tâm rồi. Nếu mà đàn ông mà cháu mình ông mà mắc rồi thì cháu người ta bơi dơ. Đúng ra là người ta phải thương ông rồi đó. Ít nhiều phải thương rồi đó. Ông là chú mà.
Hồi trước kêu 9 triệu ha. Không kêu một chú. Thì ăn chiến dịch không có chui dưới sàn này. Ăn chiến dịch mới chui dưới sàn. Lúc đời nó phải vậy thôi. Dạ, biết đó. Nãy giờ mà còn than đó, cũng còn đấy là cây đạp mấy đó. Cái khúc củi chắc đó, mấy khúc củi để nguyên không ra đó. Mấy muốn có vô nướng về khỏi cần than. Dạ. Có sẵn luôn rồi. Ok, vô than. Ăn đi, không ăn cái gì? Thôi. Thường ngày không ăn dữ lắm mà. Thường ngày ông mạnh đó, ông mạnh lắm á, bây giờ này nghỉ ăn rồi đó. Bữa nay chắc muốn gần chết rồi đó. Bữa nay muốn gì không nổi. Cái gì muốn mua. Chắc sắp sửa là Kim Mao sư dâu là Kim Mao sư dương chuẩn bị đi rồi. Sắp sửa là đi lên bàn thờ ngồi. Đi lên bàn thờ. Thôi đừng đi giúp tử, không nổi tôi sợ ma lắm mà ám ảnh. Thiệt à. Bữa nào ông tôi nói thiệt ông dùm ơn ông có chết rồi dùm ơn ông lôi ai ông lôi gì mà ông chừa cái gia đình tôi lại dùm tôi ngay ông lôi chú chứ tôi ông nội ơi kiếm ai kiếm ai lôi kiếm đi sao ra cha ơi thôi con lại cha nghe nó ớn quá ông ơi đừng có lỡ lụm mà bất tỉnh ông nội lụm chú chứ lụm tím sao đã nghe tím ngồi về đây coi mua rượu người ta uống gì có gọi ông đổ hoài vậy ok ông dạy cảm đi ông tiêu không ăn được. Sao ông đổ rồi, ông làm chìm ở dưới á, hiểu không? Ừ. Nãy giờ rồi, anh quên. Đâu có thấy đâu, đâu có thấy ông đổ đâu. Thấy chán chán mới đổ. Ông đổ luôn chứ ai đổ. Vậy đó. Ừ. Tao cho cái cây lạ lẳng, lẳng nặng gì để nấu người ta. Vậy là tạc găng này không đúng rồi. Chặt găng vậy tôi đâu có chặt găng ông mới chặt ổng rồi chặt găng á ổng nói ổng á tôi trèo cây tôi là người nhờ anh chơi người nhờ anh với ông chặt găng à đây là Superman ở lộng đây là Superman đây là chặt găng tôi là Superman chặt găng đó vô nè chặt găng tôi người dân chặt găng nhảy dù đó ủa không phải Superman Superman là siêu nhân Spiderman Spiderman còn này biết gì không nó là người nhờ anh tôi là biết gì không tôi là đặt găng đi săn ông bo đặt đó ông bo đi săn vậy rồi đi săn mồi biết không ông bo đi săn mồi vô cả nhà ơi chết luôn vô nổi không hai lần hồi ra luôn đó vô đó cái gì phải chung sống là vui vẻ vui vẻ thôi lào cầu đâu có cần thiết mà phải cao lương mới vậy đâu thật mà thật ra thì muốn ăn cũng rất khó những này không mấy này tại vì là khó thì khi là mình đi đi quán đi tiệc đi quán thì bèo bèo cũng 200-300 nếu mà cái này bèo bèo giờ cũng 200-300 trở lên thiệt không mấy này nhưng mà nó hiếm một cái là với lại làm biếng thiệt những nữa người ta đâm bí làm biếng vậy mà bắt lên nó lu bu lằng nhằng lắm bởi vì cá nuôi nữa khác mà cá đồng nó khác cá đồng của ơi cái này cá đồng là quý là quý thứ nhất là nó không có quý gì mấy mà chợ nó cũng bán hết á mà nó đâu thừa là nó cá đồng chứ thật sự ra không mấy cá đồng trừ phi đi quán đi tiệc rồi á đi quán sáo rồi nó ăn muốn ăn thì nó khó cá này không phải nhờ gì chứ nhờ gì mới ngon chứ quá nhờ gì mới ngon đúng không? Mà phải siêng năng rồi làm rồi mồi đó nó ngon hơn không có siêng thì ăn nó dở không có siêng thì những cá thì đem đi nướng cái là xong rồi đâu phải muốn ăn dắt mà không có đâu đợt ngay mùa hạn này mới có nè đây tới qua tết á tháng chạp tháng giêng rồi tháng hai mới có mà tới mưa xuống là hết mùa cũng chả ngộ không nói thiệt như thế nha má nhăn nó thím hoài đó kêu đem nó lớn cho má làm thuốc gì đó được có của bà hai á bà tôi hai có bà chị dâu bà tôi đó tôi cũng bán cái... cụ đón đất cơ ông túc cụ mà ngâm cái đón đất á uống nó có không mát nó lên cái bông á nó lên cái bông á bắt đầu mình đem mình phơi nắng phơi cho thật là khô bắt đầu cái là mình mới ngâm uống cái hậu đã lắm chứ không phải gạo non này chú uống không khi nào nó có già dạ, tôi còn đây nè phơi khô cho ê, cái ấy tôi để còn đây à gốc ghế luôn để cho chú ngâm cái gậy đó là ngâm cụ quậy nha ý em nói vậy thôi chứ thật ra nó lợm luôn là biến chết chứ ngâm chứ không kịp uống quá không kịp uống cái nó không kịp ra với chứ cây tôi bỏ nhà tôi kìa cụ queo luôn đổ lợm luôn mát lắm gạo đắng đắng hồi nãy là mấy con cá này ông chính biết sao không tính đem ngâm rượu rồi đó tính ngâm rượu nè thôi ngâm thì chú uống đi chứ tôi không muốn rồi tôi tính nướng nè tôi chú nhớ tính nướng rồi ngâm rượu nè đi ngoan mệt thiệt á nó ngâm rượu bò nó là ngâm rượu quỷ uống ở nhà quỷ uống ở nhà luôn
ăn ngâm rượu bị uống. Mày, mày nói sao nghe thấy ớn quá. Nghe thấy ổng nổi luôn. Cái cây gì ta? Bắt con cá lóc cá gô đi ngâm rượu. Có rượu gắn có chứ chưa nghe cá. Rượu gắn rượu mặt gì vẫn có. Mà cá ngâm rượu là không có. Nó ngớp rồi nó ăn con chàm con kìa. Ủa bông chàm cũng nó ăn. Đúng ra theo như cái là nếu mà nói ngâm rượu là theo như cái con cá lóc kiến dám mà ngâm rượu uống dám được rồi ta. Tại cái nội nó dài đó mày. Không được. Không thiệt. Cá lóc kiến á. Không được. Cá lóc kiến cái bộ vảy nó cái áo giáp nó ngoài nó cứng nhắc à. Cái đó là theo như là bây giờ là mình ngâm chàm luôn. Không biết ngâm. Mà rồi vô sạch sẽ lấy bộ đầu lòng nó ra hết trơn bắt đầu cái làm đem là cái dạng hướng nướng rồi. Rồi mình nướng lại. Thái cao thì được đó. Nó không được, nó kỳ vậy. Nói về ngâm rượu thì tôi thích về những cái rượu thực vật hơn là động vật. Động vật thì nhìn nó hơi ngán chèo quá. Bây giờ mình ngâm nó còn dễ chơi nè. Hơn. Đúng rồi, mình phải ngâm cái cây này cây kia. Đúng rồi, về thực vật đó. Đúng không? Chứ mà còn về động vật thì nhìn vô hơi dỗi đó, không vớ được. Ít uống á. Nhưng mấy con này là... Con này con kia là ít thì uống á. Có một đợt uống rượu ăn hổ hết lần. Tại vì mình có một đợt ly vô nhà của ông. Cái đầu gắn hổ là nguyên con gắn hổ. Rất là nhiều gắn hổ luôn. Nói chung người ta bày binh bố chặn người ta. Trong cái nhà ta rất là nhiều con. Có tê tê, có gắn hổ, có tắc kè. Có hổ, có cọp, có cá sấu gì. Kỳ đà, kỳ nhông mà có hết trơn luôn. Nó rất là ghê lắm luôn á. Như điều còn, cái đó là bày nổi thôi. Còn bày chìm của người ta nữa. Người ta không người cho ta... vô quay phim. Mà thật ra em quay phim hôm em không có đăng lên YouTube. Em chỉ là vô tham quan. Mình quay điện thoại chơi thôi. Ừ. Nhưng mà ông kêu là không không cái này đừng quay quay lên là chết chùm hết á. Đây nè, ông này tôi nói thẳng ông nghe. Là vụ là cây cối đàng hoàng quá không? Đem qua đây cho chú quay. Cái cây trồng hoang đàng hoàng. Cái gì? Thiên nhiên. Mà cái gì ngâm cái là gì với nó cái gì? Mẹ luôn rồi. Cái gì? Mà ngâm vô là vàng khè luôn á. Nhiều chứ mà sao đũa được. Không phải. Mình cũng có một đợt mình đi tham quan cái nhà ngâm rượu tàu thực vật không đó nha. Cây nó nằm kiểu là cũng đi nhiều chỗ rồi tham quan không nha. Nói cái cây gì chứ ai mà biết mày, ai mà dám ngâm cái cây đó. Không lẽ bây giờ anh đi đào cái chàm vô ngâm. Tôi nhà tôi còn nghe. Nhà tôi còn nghe. Có đồ quỷ uống thiệt à. Cái nó nằm không mà nói là cái rễ nhào già đó cứ ngâm rượu uống một cái là bá phát luôn nó vàng ra nước kẹo nèo luôn đó. Hè, hiểu. Tôi thấy là có một nhà ngâm chị để xin tiếp nó hết cái cũ dạ. Biết sao không? Tại vì mình nói thì còn khán giả người ta nghe nữa. Nếu mình nói nhiều quá cái người ta người ngoài ta nghe vô người ta xem mà ta nghe sẽ bị nhức đầu. Không biết cái gì người nói phải có người nghe để cho nó cứ người nói một người tiếp thu. Đúng rồi, những khán giả ta coi người ta không biết được nữa. Nói về cây nhào á, đợt rồi mình tôi có đi là vô cái hầm ngâm một cây nhào lớn á nè. Không, cái bồn giống cái hồ bơi, cái hồ cá vậy đó. Tô vậy đó, múc miếng cháo này hả? Miếng cháo không con? Rồi sao? Có chừng 400 lít rượu. Ngâm một lần 400 lít tới không Tú? 400 lít gì vậy lên? Cái đó là phải xây cái bồn này. Xây cái bồn. Xây cái bồn. Hai nữa là nếu mà ngâm là lại chỉ lấy cái phi. Như cái hồ mà cá vậy đó ông nội. Hay nữa là chỉ lấy cái phi thôi, cái phi mà thứ mà lỗi cái phi bật cái bồn nước người ta đó. Tôi còn hình mà, để cho ông có hình. Bà con bữa nay ra được đi chơi ăn cỏ. Cái này con bò ra cho nó đi du lịch. Con bò đi chơi con bò với mẹ. Chứ nhớ hoài ai cho nói. Cái cây thiên tế. Ừ mấy con bò đó. Nó ra rồi nè ai thả. Cây thiên tế. Cây thiên tế hả? À. Cái nghe lão đó. Cụ thì nó thật giặt hay mình nghĩ là mình đối với mình thứ gì vậy luôn. Thấy hiếm là cụ cái cây anh túc. Cây đó là gì không biết. Cây đó chắc nếu mà nói gì chắc là cho tao trên núi quá. Chứ dùng trên núi cái cây đó là cây hút hút phiện. Nó là thuốc phiện á. Hút phiện. Anh túc á là nó thẳng với không nếu nói cây đó mà nó là cây cần sa đó. Không, càng xa khác, càng xa thì trồng dễ. Cây đó mà để gây mê cho người ta mà để uống, ý quên mà hút uống gì có hại là có thể cái đó cũng bị cấm nó đó. Cấm hả? Cây đó cấm hả? Cho quay phim đó. Cây đó là không được. Cây anh Túc. Nhưng mà mua dễ bị lừa lắm. Tại vì mình chưa từng thấy cây đó nhưng mà mình cũng chịu tìm hiểu chơi. Gánh tìm hiểu chơi. Bây giờ nó thẳng với chú luôn á. Người chỉ bệnh chuyên gia. Ở nhà tôi còn nè. Chuyên gia. Chuyên còn gia tao mới biết cây nó lừa tao được bên chuyên gia là lừa không tao được dễ dễ bị lừa là cái vụ cái cây anh túc bị lấy nhựa ra hết trơn lấy cái nhựa cho cái bông của nó đó là cái nhựa cây đó là cái tinh hoa của nó rồi cái cây này là biết sao
là cặp khác nhà tôi luôn. Nó chết khu tôi dục trong nhà tôi luôn. Mà kêu ẩn cây gì? Cây đó cây nhào cây gì? Có đâu, cây nguyên túc làm gì sống được ở đây. Có càng xa là nó dễ trồng á. Nếu nói gì được cái cây đó ông trồng bậy bạ, cây công an là trồng đầu ông luôn. Mình ở đây á, ông nó bậy người ta là công an bắt đúng rồi chết à. Nó bậy bạ, cái vùng mình ở đây là cái dạng đất mèn đất thấp trồng được. Lại cái cây đó là chỉ là vùng núi thôi. Cái miệng ngại cái thằng đó. Nó ông biết cây anh túc là cây gì không? Cái vấn đề tôi không biết. Tôi chỉ là nhìn thấy là trên mạng thôi. Biết nói còn anh không biết là nói bậy là mà công lắm. Tôi không biết. À không biết cho không biết luôn đi. Chứ ngâm rượu. Tôi không biết cây đó. Này ngâm rượu á. Không biết cho không biết. Vui nó dằn hè luôn. Nói ai biết đâu. Trời ơi bà có đó. Ai hiếm mà biết lắm cái cây đó. Nói mẹ nó biết đi hả? Mẹ biết. Ba. Lại không biết đâu, không biết. Thật ra là em tới đây, nếu mà cái nhà mà xem được tới đây thì cái nhà cứ khum bình luận ở dưới. Có ai từng thấy cái cây đó ở ngoài chưa? Thì nói là cho em biết thử như thế thấy nào. Thấy biết liền. Test thử thôi, nói chung là mà mình tham khảo trước anh em ở dưới. Tham khảo. Nói chung thì anh em... Cái này ăn sống cũng được. Sống được. Vô từng nhìn thấy ở ngoài ngày tới, em mà nói là chưa từng thấy ở ngoài. Vô. Trên mạng đồ này kia thấy nhiều. Nói chung trên mạng hay bây giờ thì mình search lên là cái có rồi, chứ có gì đâu, khó. Nó cũng dễ ngoài nhiều. Chưa thấy. Ở ngoài chưa thấy. Không, nó dễ nhiều. Trời, cũng chiều tối rồi thật. Thôi hết tới đây cũng tạm thời chào cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye cả nhà. Tôi cũng chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Chúc cả nhà mạnh khỏe vui vẻ. Mạnh khỏe vui vẻ, Tết vui vẻ nha. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chúc sức khỏe hết cả nhà. Bơm bơm bay vô nhà là hên. Bơm bơm bay vô nhà là hên. Anh ơi.